Mục tiêu thứ hai là từng cơ quan cấu tạo bộ máy hô hấp. Cái lúc mà biết được đâu là mình thể ngoài, mình thể trong và các chi tiết chính. Rồi, thể hệ hô hấp của mình hay là bộ máy hô hấp đi từ ngoài vào thì bắt đầu sẽ là phổi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi. Rồi, thì cái hệ hô hấp này người ta sẽ chia ra làm ba hệ thống, là hệ thống ống dẫn khí và hệ thống trao đổi khí. Hệ thống ống dẫn khí sẽ đi bắt đầu từ mũi đến phế quản. Hệ thống trao đổi khí thì chúng ta sẽ có là phổi nha. Thì phổi nó là nơi trao đổi khí giữa máu và không khí ở bên ngoài nha. Rồi, nhìn cái hình này thì bắt đầu mũi, thì mũi nó chính là ở trong cơ quan, ở trong mũi thì sẽ có các cái tí, người ta gọi nó là tí niêm mạc tí nhầy nha. Thì cái tí niêm mạc này nó sẽ có cái chức năng là làm ấm và làm ẩm không khí. Rồi, đến hầu thì hầu nó sẽ chứa các cái tí hạnh nhân, chút xíu chúng ta sẽ có hạnh nhân hầu, hạnh nhân vòi và hạnh nhân khẩu trái. Thanh quản thì thanh quản và khí quản thì nó sẽ được cấu tạo bởi các cái vòi trụ, thì chúng ta sẽ có các trụ thanh quản, các trụ khí quản. Khí quản thì nó sẽ cấu tạo bởi các cái nửa vòi trụ. Rồi phế quản thì phế quản ở đây thì phế quản nó sẽ tiếp xúc với các cái phế nang. Thì quá trình trao đổi khí không chứa học bằng hạ đường hàng cũng đã nói rồi, quá trình trao đổi khí nó sẽ diễn ra giữa phế nang và thành mạch máu. Phổi thì chúng ta sẽ có hai phổi, là phổi phải và phổi trái. Thì ở đây đối với mỗi hai phổi này sẽ có chứa khoảng 700 cho đến 800 triệu phế nang. Thì cái hệ hô hấp nó sẽ có nhiệm vụ là đem khí oxy từ bên ngoài vào bên trong tế bào và ngược lại, nó sẽ đem CO2 từ tế bào đi ra ngoài khí trời nha. Rồi, cấu tạo của cái hệ hô hấp của chúng ta thì nó sẽ gồm có lồng ngực. Thì lồng ngực nó sẽ chứa phổi và hệ thống ống dẫn khí. Thì ở đây lồng ngực nó gồm cái gì? Cái này nói rồi. Đúng rồi, xương sườn, xương ức và các cấu trúc ngực sẽ cấu tạo ra lồng ngực. Rồi, thì lồng ngực nó là một cái khoang kính. Ở đây nó sẽ có hai cái bộ phận, là bộ phận cố định là cột sống và bộ phận di động được, đó chính là xương sườn và xương ức nha. Còn di động được thì ở đây nó sẽ có các cái cơ, thì các cái cơ của vùng thành ngực thì mình học rồi, mình học ở cái bài dạy cơ thông rồi. Thì cái lỗ trên, đây là lỗ trên của lồng ngực. Còn ở dưới của lồng ngực thì nó sẽ được đậy bởi cơ hoành. Thì cơ hoành nó sẽ ngăn cách giữa lồng ngực ở phía trên và ổ bụng ở phía dưới. Thì ở trên cơ hoành nó sẽ có cái màu trắng này gọi là gì? Đây nè, màu trắng này gọi là gì? Này học chưa? Rồi.
trung tâm dân tu hành, đúng rồi, ở trung tâm dân tu hành thì ở đây nó sẽ có các cái lỗ, thì học rồi mình có mấy lỗ để cho các bạn ở trong đồng lực qua các cái lỗ con mạch để đi xuống hộ bụng, thì lỗ thần quản, lỗ động mạch chủ và lỗ thỉnh mạch chủ dưới nha. Thỉnh mạch chủ dưới thì nó đi từ phần dưới của cơ thể lên lỗ về đâu không, tôi hỏi thỉnh mạch chủ dưới về lỗ gì đâu. Vậy đâu? Chỉ nào? Chỉ phải A thấp lên. Rồi, vị trí của các cái lỗ này thì lỗ thực quản nó sẽ ở vị trí đó, nó ngược xuống đấy. Rồi lỗ động mạch chủ cho mấy? Rồi, đến là chủ dưới giờ là thank you.
Thì khi vận hành co nha, thì lúc này nó sẽ làm tăng thể tích của lồng ngực, thì không khí nó sẽ đi từ ngoài vào khỏi ngực, lúc kết hợp cùng với các cái cơ hô hấp thì khi cơ nó co nó sẽ di chuyển xương sườn và xương ức đi lên trên nha. Đây đây là hình ảnh của xương sườn và xương ức trong thời gian tập nha. Cột sống thì cố định rồi, không có gì để nói nha. Thì cơ co thì nó sẽ kéo theo xương. Đối với thì thở ra thì thở ra bình thường, thì nhắc lại là đó là một thì thụ động, có nghĩa là khi cơ co rút hết vào thì nó thở ra, các cơ nó sẽ giãn ra trở về tư thế nghỉ. Đối với thì thở ra sức thì thở ra gắng sức nó sự tham gia của hai cơ là cơ đi sườn trong và cơ thành buồng trước. Thì cơ đi sườn trong hay cơ giang sườn trong, thì cơ giang sườn trong nó sẽ một lớp. Lớp nào? Còn lớp trong là thuộc có mấy cơ? Bốn cơ là cơ giang sườn trong cùng, cơ giang sườn, cơ lưng sườn, cơ dưới sườn. Rồi nhóm cơ thành bụng trước, thì nhóm cơ thành bụng trước chúng ta sẽ có mấy cơ? Bốn cơ là cơ gì? Cơ kéo bụng ngoài trước, rồi tới cơ kéo bụng trong, rồi đến cơ thành bụng thì cơ kéo bụng. Rồi đây là hai cái từ hô hấp, hít vào thở ra nha. Thì khi mà hít vào thì lúc này lồng ngực nó sẽ giãn nở tăng thể tích. Rồi lúc thì thở ra thì cái cơ hoành nó sẽ hạ xuống nha. Thì lồng ngực nó sẽ giãn, nó sẽ trở về như thế trong lồng, nó sẽ đẩy không khí từ bên trong đi ra bên ngoài nha, thông qua hệ thống ống dẫn khí. Rồi đây, đây là hình ảnh của lồng ngực bình thường, hít vào và thở ra nha. Hít vào thì lồng ngực nâng lên, thở ra thì lồng ngực nó sẽ hạ xuống nha. Đây chúng ta nhìn cái hình này, chúng ta sẽ thấy được hai thì hít vào thở ra nha. Thì đây nó sẽ có sự tham gia của cơ giang sườn ngoài. Cơ giang sườn ngoài nó sẽ khi cơ co thì lúc này nó sẽ kéo các xương sườn và xương ức đi lên nha. Khi cơ giang sườn giãn thì các cái xương sườn này nó sẽ được hạ xuống nha. Ở bên dưới thì đó là thành cơ hoành co và cơ hoành giãn. Rồi bây giờ mình đi đến cái hình này. Rồi, thấy cái hình này chưa? Rồi, ở đây người ta sẽ chia ra là hai nhóm ha. Một bên là hít vào, một bên là thở ra. Thì đối với hít vào thì nó sẽ có cơ hô hấp chính và cơ hô hấp phụ. Đối với cơ hô hấp chính thì mình thấy được đó là cơ giang sườn ngoài ha. Rồi, cái phần sụn sườn, sụn sườn nha, cô nói phần sụn sườn nha, của cơ giang sườn trong là cái cơ năm sườn đó. Tiếp là cơ hoành, thì đây đó là các cơ hô hấp chính. Rồi cơ hô hấp phụ thì cơ này là cơ gì? Ức, trực dẫn nha. Rồi phía dưới là các cái cơ bậc thang, thì chúng ta sẽ có ba cái cơ bậc thang trước, một cái giữa và một cái sau. Rồi hai thì thở ra hít vào bình thường và hít vào giảm sức. Rồi nó sẽ có hai cái nhóm cơ là nhóm hô hấp chính và nhóm hô hấp phụ. Vậy cái nhóm hô hấp phụ này xuất hiện khi nào?
linh hồn, để cho mà cảm xúc. Rồi thì ở bên này nó sẽ chia là cơ hấp chính, cơ hấp phụ. Thì cơ hấp phụ sẽ xuất hiện khi nào? Khi nào? Khi nào không thanh? Đúng rồi, rồi đúng. Khi hít vào các sức thì lúc này nó sẽ có sự tham gia của các cơ hô hấp phụ nha. Còn bình thường thì nó chỉ có hai cái cơ đảm nhận cái chức năng chính trong thời gian vào, đó là cơ gian sườn ngoài và cơ hoành. Tới cơ đối với thì thở ra gắn sức thì thở ra gắn sức này nó sẽ gồm có cơ gian sườn trong nha, và cái nhóm cơ thành quần trước. Rồi cái này thì giống với cái phong nhóm hồi nãy, không có gì nói nha. Tiếp rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai cái khái niệm là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Thì đường hô hấp dưới á, nó sẽ đi đường hô hấp trên nó sẽ bắt đầu từ mũi cho đến thanh quản, còn đường hô hấp dưới sẽ đi từ khí quản, phế quản cho đến phổi, đó là cái đường hô hấp dưới. Còn nếu mà người ta hỏi cái hệ thống ống dẫn khí thì phải nhớ là đi từ mũi cho đến phế quản, còn hệ thống trao đổi khí thì đi khắp phổi nha. Rồi còn nếu mà phân loại theo đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới thì phải nhớ nha, đọc kỹ cho câu hỏi rồi biết đường mà chọn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu, đây là cái cơ quan đầu tiên của hệ hô hấp, đó chính là mũi nha. Thì mũi nó là đường dẫn khí nha. Rồi ở đây nó sẽ cộng hưởng rất quan trọng. Hai khoang mũi, đó là hai hốc mũi đó, được nha.
nha. Quán ngâm thì nó cũng cấu tạo bởi phần xương và phần sụn nha. Có ai còn nhớ xương nào tạo nên bắp ngang mũi không? Xương sàn. Rồi xương gì nữa nhớ không? Xương sàn là phần nào của xương sàn? Đứng của xương sàn. Đúng rồi. Rồi. Đây. Nhanh nè. Phần này là phần nền trần của khớp mũi, phần này là phần nền khớp mũi, phía trước đó là cái lỗ mũi trước, phía sau thì chúng ta sẽ có lỗ mũi sau. Giờ con hỏi nè, xương nào tạo nên trần khớp mũi, xương nào tạo nên nền khớp mũi? Thank you.
trên nhiều viên. Thấy cái này không đi? Chứ gì nữa? Rồi, thương hẹn cho, nhưng mà là đúng rồi. Cái giải phẫu, cô nói là giải phẫu mộ là nó hơi xa đó, thật ra mấy đứa không có chịu coi bài. Trong bài cô cũng có ghi rồi, mấy đứa có chịu coi đâu. Giải bài trước cô vậy nè. Có coi đâu. Một xanh nữa rồi, mấy đứa coi đó đi. Nói giải phẫu mộ thì cho nó xa vậy đó, chứ nó kế bên nè. Đó là mẫu cái của xương thành trên và nghe xương một cái nó sẽ tạo thành cái nền hóc mũi nha. Thì cái nền hóc mũi này nó cũng là cái chầu của ổ miệng nha. Biểu mô hô hấp nha. Dạ, mũi nó sẽ có hai cái niêm mạc là niêm mạc hú và niêm mạc hô hấp.
Yeah.
Rồi, tiếp. Thì đây, chúng ta sẽ thấy mỗi đến một sắc má và một bài hát vô cùng phong phú. Đây, tập trung ở ngay cái vùng quách ngang nè. Thì phía trước của quách ngang nó sẽ có một cái đá, cái người ta gọi đó là nơi mà mạch máu nhiều. Thì cái điểm này người ta gọi đó là điểm mạch Fischbeck. Thì nếu mà tùy một trường hợp viêm nhiễm nó làm tổn thương cái niêm mạc nha, thì cái niêm mạc này nó sẽ sung huyết nha, dẫn đến hiện tượng là chạy đúng rồi, mà thường gặp là ở các cái đứa bé, trẻ bé nó hay quấy mũi thì cái nó làm tổn thương cái niêm mạc quách ngang ở gần trước nha, thì lúc này nó làm vỡ đi cái niêm mạc Fischbeck. Thì nó gây ra cái hiện tượng là mẹ có cam. Rồi, thần kinh mũi. Thì thần kinh của mũi thì ở đây chúng ta thấy có cái thần kinh này là thần kinh gì? Thú giác. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái mặt nữa, đó là mặt chân bước. Thì thần kinh ống chân bước thì ở đây nó sẽ nằm ở vùng xương xương bước, nó sẽ chi phối cảm giác cho vùng mũi, là do cái hai thần kinh này. Thì từ các hai cái thần kinh lớn này nó sẽ phân thành các cái nhánh đi đến mũi. Rồi, đó là chúng ta xong được một phần, đó là cơ quan đầu tiên hệ thống là mũi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái cơ quan tiếp theo, đó chính là hầu. Hầu nó sẽ nối với mũi thông qua cái cửa mũi sau. Rồi, ở đây cái lưới nhà nào thì chúng ta thấy hầu nó sẽ bắt đầu từ bờ dưới của xương chảo cho đến đốt sống cổ thứ sáu, thấy chưa? Đó là cái giới hạn của dùng hầu. Thì hầu nó sẽ chia ra làm ba phần, là hầu mũi, hầu miệng và hầu thanh quản. Nhắc lại, nó sẽ chia ra làm ba phần: mũi, miệng và thanh quản. Rồi, ở đây đối với từ mồm thì nó sẽ có các cái điểm hay là các cái cấu trúc cần lưu ý. Đối với vùng hầu mũi thì chúng ta sẽ có cái cổ mũi sau, vùng hầu miệng thì chúng ta sẽ có eo hậu và vùng hậu thanh quản nha. Đây, thì cái vùng hầu mũi này nó sẽ đi từ đốt sống cổ đi từ đâu? Đúng rồi, về dưới xương chẩm cho đến đốt sống cổ số 2 nha. Thì cái hành trên của vùng hầu mũi nó sẽ có hạnh nhân hầu. Hạnh nhân vòi nó sẽ nằm ở thành bên, thì hạnh nhân vòi này chính là VA đó. Mấy đứa nghe được VA chưa? VVA, đây cũng là bệnh lý dập ở trẻ em. Thì khi đến tuổi dậy thì cái VA này nó sẽ thối hóa. Nhưng trong trường hợp một số trường hợp VA nó không có thối hóa mà nó còn tồn tại ở người lớn thì trường hợp này người ta gọi chúng là VA còn lưu. Rồi, đây là thành sao. Thì thành sao này nó sẽ sát với gì? Bột, cục sống. Rồi, dùng hầu miệng thì nó sẽ đi từ cổ 2 cho đến cổ 4. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái eo hậu, thì ngay giữa này nó chính là lưỡi, lưỡi gà. Hai bên này là gì? Hai bên lưỡi gà đó, khi mà mình há miệng cho mấy nhìn thấy cái tiếng nó gọi là gì? Amidan, hay còn gọi là hạnh nhân hậu cái. Thì cái amidan này nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong cái khối hạnh nhân, đường giới hạn phía trước và cung hậu cái lưỡi.
sao là cái cổng cá hồng. Thì cái amida này khá bình thường, thì các cái tổ chức hạt nhân này nó là các cái cơ quan lympho nó sẽ có nhiệm vụ là bảo vệ cơ thể của chúng ta nha. Nhưng mà trong trường hợp viêm nhiễm dẫn đến tình trạng quá phát amida thì lúc này sẽ có phẫu thuật là cắt amida. Có người quá phát độ 2, độ 3, độ 4, có nghĩa là khi mà mở miệng ra là mấy nước hai cái khối amida thôi, còn cái khoảng giữa này là cái nước không thấy luôn, nên là hai cái amida nó bị tích cả cái bụng hàm trước cổ eo họng luôn nha. Rồi tới buồng hậu thanh quản, thì buồng hậu thanh quản thì nó sẽ tương ứng với ba lớp sống cổ, từ cổ 4 cho đến cổ 6. Thì ở đây phía trước nó sẽ có cái sụn nắp thanh quản nha. Rồi ở bên dưới hầu thanh quản, cô nói cái này là hầu thanh quản nha, cái phần hầu á, thì ở dưới này nó sẽ thông với hậu quản. Thì ngay cái vùng này ta gọi nó là giả ba hầu hậu, có nghĩa là nó vừa đi qua vừa liên quan đến hệ tiêu hóa nha. Thì một đến cái vùng này nó sẽ có hai hạt cấu, hai hạt hợp đó là dẫn không khí đi vào thanh quản và dẫn thức ăn đi vào thực quản nha. Thì cái vùng này nó gọi là cái ngã ba hầu hậu. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến thanh quản. Thì thanh quản nó là một cái đường dẫn khí và đây là bộ phận chủ yếu của phát âm nha. Thì cái thanh quản này nó sẽ nằm ở giữa cổ nha, phía dưới là xương ngón và phía trên khí quản. Và cái đứa nhìn nha, nhìn thấy cái sụn này không, thấy chưa, cái sụn này đó là cái sụn nắp thanh môn đó. Rồi, cái vùng thanh đỏ nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ngay đây là cái eo hậu. Cái vùng ngã ba hậu hậu. Có nghĩa là cái đường này nè là thanh quản, rồi phía sau này đó chính là thực quản. Thì thực quản sẽ nằm ngay sát với cột sống. Phía sau thanh quản. Thì bây giờ, ví dụ nha, để cô hỏi nè, khi mà thức ăn nó từ ngoài vào á, thì cái sụn nắp thanh môn này, sụn nắp thanh môn này nó sẽ có nhiệm vụ là đóng và mở thanh môn, có nghĩa là đóng mở thanh quản nè. Rồi thì cái sụn nắp thanh môn này nó đóng hay mở? Thank you.
sụn giáp ha, sụn này là sụn nhẫn. Rồi phía bên dưới sụn nhẫn là khí quản ha. Rồi ở phần sau này thì mấy đứa sẽ thấy được sụn phễu và sụn sần ha. Thầy nãy giờ cô kể đó là mấy sụn? Sụn giá, sụn nắm, sụn nhẫn, sụn khỏeo, sụn sần. Cô kể nó có 5 sụn mà sao cô nói mấy sụn? Đúng rồi, sụn khỏeo với sụn sần là sụn. Rồi, đây là cái sụn giáp. Thì sụn giáp nó là cái sụn lớn nhất trong bảy sụn thanh quản. Thì nó sẽ gồm có hai cái mảng sụn giáp ha. Nghe đây nè, nhìn nè, đây là một cái mảng sụn giáp. Rồi phía bên đối diện nó có một mảng nữa, là hai mảng sụn giáp nó hợp lại. Rồi ở giữa nó sẽ tạo ra một cái góc, thì góc này người ta gọi nó chính là đồi thanh quản. Đây thấy chưa, cái góc tròn ở phía trước này nè là đồi thanh quản. Hay gặp của các bạn nam đó. Đúng rồi. Tiếp mỗi một bên thì nó sẽ có cấu trúc này, đường này người ta gọi là đường giáp nha. Rồi nối giữa xương móng và sụn giáp nó sẽ có màng giáp móng nha. Rồi sụn giáp phía trên, sụn nhẫn phía dưới nó sẽ nối với nhau bởi dây chằng nhẫn giáp nha. Rồi. Nó sẽ cấu tạo bởi hai cái sừng giữa, sừng trên và sừng dưới. Thì hai cái sừng này nó là nơi bám của các cái cơ thanh quản. Chút xíu chúng ta sẽ đi đến cái cơ nội tại thanh quản. Rồi dạ dần nè, sụn nhẫn và sụn phễu. Thì cái phần trước này người ta gọi là phần mảnh sụn nhẫn. Còn phần mảnh sụn nhẫn nó sẽ nằm ở phía dưới hay phía sau? Phía nào? Phía sau. Còn phía trước là phần cung sụn nhẫn nha. Rồi sụn phễu nó sẽ được cấu tạo bởi hai cái mỏ là mỏ cơ và mỏ thanh âm. Thấy chưa? Nhìn kỹ ha, chút xíu mình sẽ con học đến các cái cơ nội tạng thanh quản. Nhắc lại, có hai mỏ là mỏ cơ và mỏ thanh âm nha. Rồi cái mỏ cơ nó là nơi bám của các cơ nội tại, còn cái mỏ thanh âm là nó là nơi bám của hai cái dây thanh âm và cơ thanh âm. Rồi xíu tới nha, nhìn kỹ nha. Rồi đây, đây là cái nhóm cơ nội tại thanh quản. Thì chúng ta sẽ có cơ phễu nắp, cơ phễu ngang, cơ phễu chéo. Thì cái chữ ít đó, đó là cơ phễu chéo. Còn phần còn lại thì ta gọi là phễu ngang. Rồi phần bám vào cái phần mảnh của sụn nhẫn thì đây là cơ nhẫn phễu sau. Rồi đây là cơ nhẫn giáp, thì nó đi từ bờ dưới của sụn giáp cho đến bờ trên của sụn nhẫn. Thì cơ này đó là cơ nhẫn giáp, bây giờ có hai phần. Đây là cơ giáp phễu, cơ giáp nắp và cơ phễu nắp. Tức là coi nó đi bám từ sụn nào đến sụn nào thì nó sẽ có cái tên gọi nha. Rồi ở đây xung quanh, chú ý các cái cơ xung quanh dây thanh. Thì ở đây là hai cái dây thanh màu trắng nó sẽ bám vào
hơn ha, hàng năm ha. Mà mình coi nè, rồi coi những chữ sau, rồi thấy chưa, thấy rồi chưa, rồi coi những chữ sau nó sẽ bám vào mõm cơm. Rồi khi cơn to, tức là khi cơ giãn chữ sau to thì lúc này kéo mõm cơ của sụn xỉu vào trong hay ra ngoài. Vào trong. Rồi nếu nó kéo cái mõm cơ vào trong thì mõm nó nằm sao? Đúng rồi, mõm thanh âm nó sẽ gian ra. Thì lúc này hai dây thanh âm nó đâu cái mõm? Hả? Mở nha. Rồi hiểu rồi nha. Khi cái mõm cơ này đó, cái cơ nó to, nó kéo mõm cơ khác lại gần, nó kéo mõm cơ khác lại gần thì cái mõm thanh âm này nó sẽ gian ra, thì tương ứng nó sẽ kéo hai dây thanh âm mở ra. Rồi tiếp, cơ thứ hai là cơ giáp xỉu và cơ thanh âm nè. Thì hai cái cơ này khi nó co thì nó làm trùng cái dây thanh âm, khi mà trùng cái dây thanh âm nè, đó là tác dụng của hai cái cơ này, nó là co hai cái dây thanh âm lại. Rồi tiếp, cơ này là cơ nhẫn xỉu bên, thấy chưa? Rồi cơ nhẫn xỉu bên nó bám ở mặt ngoài của hai mặt cơ sụn xỉu. Thì khi cơ này nó co, nó co thì lúc này cái mõm cơ nó sao? Nó kéo lại hay là nó dây ra? Mõm cơ á, mõm cơ, mõm cơ dây ra. Còn mõm thanh âm thì nó sẽ sát lại nha. Thì lúc này nó sẽ làm đau cũng hai cái mõm thanh âm, đúng không? Rồi tiếp, cơ xỉu gan thì lúc này nó bám ở mặt trong của sụn xỉu. Thì khi mà nó co thì lúc này nó sẽ kéo cả mõm cơ và mõm thanh âm đi vào nha. Thì lúc này dây thanh âm nó đâu rồi?